sông, để cho số lòng nó bay. Xin chào anh chị em, xin chào mọi người. Đó, bây giờ mình mở tiếng nó lớn lên, bây giờ mình làm nha. Màu đỏ nha, màu này là màu đỏ. Màu đỏ, đắp ba ngón. Lấy cục bột màu đỏ cho nó nhuyễn nha, cho nó đẹp. Màu đỏ nè, xí. Thẩm xuống miếng giấy. Hello Quốc Anh, nó bỏ nhẹ nè. Kéo cái cọ ra nè, nó nhẹ 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 ra. Rồi ngưng xuống, đưa cục bột vô liền để nó chảy ra ngoài nè, đó xí. Chuối tay xuống nè, đó. Chúng cái cọ vô trong cái ly quịch nè. Lấy cái tay nè, tay trong tay nè, dậm xuống nè, đó. Dậm hai bên nghiêng qua nè, nghiêng cái cây cọ qua. Đập, 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 nè không, vừa đập vừa nghiêng nè, kéo xuống nè, đó. Vừa đập vừa nghiêng nè, kéo xuống nè, đó. Đồng một, đồng một, đồng một baby. Đó, kéo xuống là kéo hai bên là nhiều chút, đừng có kéo ở giữa. Kéo hai bên là thấy không, kéo hai bên. Kéo hai bên. Kéo hai bên nha. Kéo hai bên. Kéo hai bên nha. Kéo hai bên, kéo hai bên, đó, kéo hai bên. Đưa cục bột ra tới đầu đỉnh luôn, từ từ, từ từ. Đó, đưa ra tới đây là khỏe rồi, rồi lấy cái thang nè. Ộp xuống cái rồi nó là cái này, đẩy vô, đó. Lấy hai bên đây vô, hai bên đây vô, rồi lấy cục bột dư ra nè, đó. Thấy chưa, đó, lấy cục bột ra là cho như nó thẳng băng vô luôn. Giờ mình phải dâm ra chút đi, mình dâm ra cho nó sáng chút ha. Rồi, trong đây nó còn thiếu một chút nè, cho cục bột nhỏ xíu thôi. Nè, chút xíu thôi nha, bỏ vô đây. Đẩy nhẹ nhẹ, chùi cái cọ, đẩy nhẹ nhẹ lên. Kéo xuống, thấy không, để nghiêng qua nè. Kéo xuống, đẩy nhẹ nhẹ vô, cho nó sát vô trong luôn. Đó, thấy chưa, cho nó sát vô trong ngóng luôn. Mình nhớ là phải mỏng nha. Nhớ là phải mỏng, đừng có cho nó dày. Tại vì nó dày nó sẽ làm cao hơn cái móng tay của mình. Oh hello, hello, hello Justin, khỏe không em? Giờ mình cho tí xíu bột lia bỏ vô luôn đi. Giờ trong thời gian đó mình bỏ bột lia luôn nè. Đó. Bỏ bột lia để làm cái gì? À, tại vì mình phải bỏ bột lia để mình phủ cái lớp này. Khi mình dũa ra nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Ok. Nhớ không? Rồi tiếp tục ngón giữa. Anh dùng cọ số mấy giờ em cùng nhỏ số 14. Hello anh Tính, khỏe không anh Tính nha. Anybody vô. Là màu đỏ cho vui đó. Màu này màu phong thủy lắm, đỏ lè luôn. Lấy cục bột nhiều một chút, thấm xuống miếng giấy cho nó khấm nè. Bỏ lên nè, 1, 2, 3 kéo nhẹ ra nè, đó. Nghiêng cái tay liền nè. Đưa cục bột vô nè, đó, đưa cục bột vô nè, xí, đừng có cho nó chạy ra ngoài, đừng có cho nó chạy ra ngoài, xí. Rồi, cho nó chạy vô. Tiếp tục đẩy cục bột lên nè, đập nhẹ nè, đập nhẹ nè, nghiêng cái tay qua nè, đập 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 nè, nghiêng qua nè, kéo nè, kéo hai bên. Ở trên nó thiếu không sao, nha, ở trên nó thiếu mình có thể mình bồi lên được. Nhớ, đó, kéo hai bên. Kéo hai bên này vô nè, đó, kéo hai bên vô. See, kéo hai bên vô. Kéo hai bên vô nè, đó. Thấy cái tay mình kéo không? Nhẹ nhàng vô trong nè. Nhẹ nhàng vô trong nè, đó. Hello, hello, vừa anh Hoàng, hello anh Dũng, khỏe không anh Dũng? Đó, thấy tình yêu kéo không? Nè, Cali nắng ấm không? Nhớ chùi cái cọ nha, chúng miếng nước, chùi tiếp, kéo tiếp cho nó đẹp nè. See. Đừng cho nó ra ngoài nó dơ là nó không có đẹp. Nhớ nghiêng qua thấy không, nhớ nghiêng cái cọ này đó, ụp nhẹ xuống một cái rồi lấy cái này đẩy vô, đó, đẩy vô. Lấy hai bên thầu, hai bên góc, đẩy vô cho nó thẳng băng rồi lấy cục bột ra. Đó. Thấy chưa? Lấy cục bột ra, nắng nhẹ cho nó đẹp nè, đó. Rồi xong mình làm cái gì? Lấy cục bột nhỏ bỏ trong, nhớ nha. Lấy cục bột bỏ vô trong đây, đó, đẩy nhẹ vô nè, đẩy nhẹ vô trong sát, vô trong da, đừng có để cho nó tràn lên thịt nha, đừng có tràn lên cái cổ, kéo nhẹ xuống, xí,
vuốt nhẹ cái cọ xuống, kéo nhẹ xuống, xí đó, đông mũi đi. Là mấy em này cực lắm, mấy em này là suốt ngày cứ bấm phone miết à, chịu không nổi, rung kịch luôn. Ok, nhớ đẩy sát vô, thấy nó sát vô trong da không, thấy nó sát vô trong đó không. Oh hello Hoài Cảm em, hello em. Lấy miếng bột lia nha, lấy miếng bột lia nè, bỏ lên đây, phủ cái trong cái cuticle lại, nó có nhiều tác dụng rất là good. Ok, nhiều tác dụng rất là good, là nó hô cái color lại, tí mình vuỗ nó không có văng cái màu đỏ ra. Thấy chưa, nó đẹp không, thấy anh chị em thấy nó đẹp không? Ok. Hello anh Dương Hoài, đưa sao ở đưa về của sư phụ hả? Rồi thích là chiều, khiều là chích đó, giờ ngón cái nè. Ok, giờ tình yêu sẽ lấy cục bột nè, thấy giờ ngón cái nè, nhiều nè, bỏ xuống miếng giấy nè, bỏ nè, 1 2 3 đưa nhẹ nè, đó đưa nhẹ xuống rồi ngưng, đưa cái cọ, đưa cái bột vô liền nè, đưa cái bột vô nè, đó đưa nó vô cho nó chảy đi đâu, nó chảy vô trong cái móng. Đầu nghiêng cái tay nè, đẩy nhẹ lên nè, đẩy xẹ lên nè, đẩy nhẹ lên nè, nghiêng qua nè, nghiêng qua cái móng đập nè, thấy chưa, nghiêng cái móng qua đập nè, đẩy cục bột từ từ nè, đừng có cho nó ra da, đó, không? Đầy đủ chùi cái cọ nè, chưa có đầy bên đây nè, đẩy lên tiếp, đẩy bên đây nè, đẩy nè, thấy chưa, rồi là mình kéo xuống nè, đó, kéo hai bên nè, xí, thấy không, kéo hai bên nè, xí, chùi cái cọ nè, chút miếng nước nè, kéo hai bên nè, đó, kéo hai bên, xí, kéo từ từ, bột rất là dẻo, và bột lâu rất là lâu khô. Nếu anh chị em xài cái bột này mà anh chị em mua cái liquid EMA nữa là bảo đảm luôn, anh chị em là number one, số 1 luôn, bột dẻo, bột ra màu trung thực luôn. Ok, cho nên là kéo từ từ nè, đó, rồi xong mình lấy cái thang này đẩy vô nè, thấy chưa, cục bột nó đầy đủ bột trên đây, nó rất là từ từ để cho mình vuốt bột là như vậy đó. Bột đẹp hay không là do khúc này nè, đó là cái khúc mình kéo móng dài mà nó xuống đều đặn, nó không bị thiếu chỗ nào hết, đó là cái cục bột nó, cái bột nó bột tốt nha, không phải khen bột của tôi đâu, mà thật sự nó tốt thiệt nè. Lấy một chút xíu nè, bỏ bột bỏ lên nè, ok, bỏ lên đây đó. Để nhẹ qua hai bên cái góc nè, đẩy lên nhẹ nhẹ nè, thấy chưa, chùi xuống nè, đó, đẩy lên nhẹ nhẹ nè, đẩy vô trong mấy cái kẽ nè, đó, đẩy vô trong mấy cái kẽ nè, thấy không, kéo nhẹ xuống nè, đó, đẩy vô cho nó sát ở trong da thịt của mình, đó, thấy không. Rồi mình lấy cái cọ mình chùi đi, rồi mình nhúng cái nước mình chùi quẹt ở dưới đây cũng được, nếu mà nó dư, mình sợ nó dư á, màu đỏ màu đen rồi nó dơ á, mình quẹt cho nó sạch. Thấy ngón cái không, tình yêu đắp không, sát vô trong luôn. Rồi xong rồi mình lấy một tí xíu, mình lấy tí xíu màu bột lia này mình bỏ lên đây. Anh chị em hỏi tình yêu tại sao phải bỏ bột lia, tại vì bột lia nó phải bảo vệ cái bột màu này lại, để khi mình vũa nó không có văng cái chỗ cái trong cái cuticle này ra, nó rất là đẹp. Tìm một tí nữa tình yêu vũa đi, anh chị em sẽ thấy. Ok, bây giờ mình làm cái ngón này là mình làm kiểu, mình làm cái màu này là màu then, ok, màu then 5 đó. Ok, lấy cục bột bỏ lên từ từ nè. What do I say to her? Don't move. You want me to say it on the phone? Yes, I was having a disagreement with Amaya and Anthony did. Kéo vô. Hello? Kéo xuống đi, cứ kéo xuống nha. Rồi, ngưng nè, ngưng chỗ này nè, lấy cái cọ nè, chùi xuống nè. Okay, nhúng miếng nước nè, so làm cho coi cọ nó thành một con giống như con dao nè, đẩy vô nè. Thấy chưa? Đẩy vô từ từ nè, đẩy vô từ từ nè, khi bột nó đang còn ướt, Daniel làm từ từ cho coi nha. Đẩy bên đây nữa nè. Đẩy cái cọ mình đẩy xuống cho nó thành cái dao nè, giống như cái dao đó, mình đẩy vô nè. Đẩy vô nè, xí. Đẩy cho nó ngay chính giữa, đó là mình kéo bột xuống nè. Kéo bột xuống. Đó, kéo xuống từ từ đi. Vừa ấy vừa kéo xuống, đó. Thấy không? Vừa rồi mình ém nè.
I forgot what he said. And I was like, seriously, why are you being so disrespectful? Em xuống nè. Like, for real, like, I can talk to your mom or something. Like, you never act like this, but now you acting like this for no reason. And then... À, em xuống từ từ nè, xuống từ từ là còn 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 ước nè, em xuống. Em xuống. Rồi, để yên đó. Ok, giờ mình làm món này, món mobile, màu đỏ, màu trắng. Ok, để yên cái đó đi. Bây giờ mình làm màu đỏ. Ok, màu đỏ nha. Lẹ tay, ít thôi bỏ lên. Mobile nhiều. Ok, bỏ xuống. Rồi, lấy cục màu trắng bỏ vô. Màu trắng bỏ vô nè. Quậy nhẹ cái nè. Ok, quậy nhẹ cái nè. Thế giờ là mình chỉnh đốn. Đó, chỉnh đốn. Chỉnh đốn là cho nó đẹp, quẹt nhẹ nó xuống. Đó, quẹt nhẹ nó xuống, quẹt nhẹ nó xuống. Thấy chưa? Rồi chỉnh cho nó vô trong cái cuticle nè. Đó, giờ mình lo cái cuticle nè, see. Thấy không? Bây giờ mình làm gì nữa? Màu đỏ tiếp tục. Alina, màu đỏ nè, ok, bỏ lên, che cái màu trắng này đi. So đó, lấy cục màu trắng nè, bỏ vô, nè màu trắng này bỏ vô nè, quậy nhẹ một cái nè, quậy nhẹ một cái cho nó nối liền với nhau nè, đó, quậy nhẹ nè, quậy nhẹ nè, quậy nhẹ nè, đó, thấy chưa, thấy chưa, đó, rồi từ từ để cho cục bột nó khô cái đã rồi quẹt ngay chỗ này nè. Quẹt ngay chỗ này cho nó mỏng. Đó, quẹt cái chỗ này cho nó mỏng. Đó. Thấy không? Rồi, anh chị em nhớ chỉnh đốn hai bên cái góc này nè, cho nó đủ bột. Đó, để nó đủ bột nè, chỗ này nè, hai bên đây nè. Đó, đẩy vô đi, đẩy vô từ từ. Cục này là mình làm sau. Thấy là thấy rõ không? Anh chị em thấy rõ không? Nè, đó, cục thứ hai nè, cục thứ ba nè. Đây, bỏ lên nè, đó, bỏ lên nè. Cho nó đủ nè. Đó. Rồi từ từ cho nó đầy đủ bột trên đây. Rồi lấy cục màu trắng nè. Màu trắng đâu, ít thôi nè. Cục xíu màu trắng này bỏ lên nè. Quậy nhẹ nó cái nè. Cho nó nối lên đây nè, nó nối lên đây. Ok, Austin, give mom the phone back. See, okay. Thấy rõ không? Đó, từ từ là be nó careful, my needles, be careful. Ok. Not even close. Rồi xong. Bây giờ mình ém hai bên đây nè, ém vô nè. Đó, ém vô cho nó đẹp nè. Cho nó vô cái shape, đừng có để cho nó, đừng có cho nó ra ngoài. Thấy không? Thấy anh chị em thấy rõ không? Để cho nó ra ngoài nè. Đó, bây giờ xong rồi làm gì? Ok, rồi, để cho nó khô khô chút, bỏ bột lia từ trong ra ngoài luôn. Anh Dũng, nước thường hay nước sôla vậy anh? Nước sôla nha anh Văn Vũ Nguyễn. Anh xài nước thường không có xài được đâu, xài nước thường không có làm được đâu. Ok, khi nó bột cho nó khô cái đã rồi lòng mình mới chỉnh. Cho nó chỉnh rồi mình chỉnh nè, tha hồ mình chỉnh luôn, nó đã vô cái khớp rồi. Bây giờ mình đắp cục bột lia lên. Mình đắp cục bột lia lên nè. Đó, cục bột lia từ trong ra ngoài. Phủ lên đây. Đó, thấy chưa? Từ trong ra ngoài nè. Đó. Đó. I look easy, hả? Huh? Look so easy, right? Yeah, it looks so easy. But you remember, if you want the marble, all the time the powder still wet, okay? The powder all the time still wet. It's right, it can do. You can do the powder right. All the time. Rồi. Rồi xong, xí, đưa nó vô. Cục bột thấy nó gọn gàng không? Rất là gọn gàng. Ok, giờ cái này bỏ cái cọ xuống. Đó, lấy cái dũa. Phao. Phao vô đây. Phao cái chỗ này cho nó xuống, cho nó cong, cho nó đều, cho nó đẹp. Đó, cái chỗ bên này nó cao bên đây thì bên đây phải bắt từ đó luôn, từ cái chỗ đó dũa vô. Thế, dũa vô nè. Wow, that's different.
I see. $55. I don't even tell him to do this. He just like, I just tell him a color, and then he just xong does rồi vỗ nè, vỗ nè, đó vỗ cho nó đẹp nè, vỗ cho nó đẹp trên chỗ này nè. It's on a live, and then everybody like. Thấy rõ không? Đó, mình vỗ nè, vỗ nè, thấy không? Vỗ nè. Vỗ nè. He always does that to my hand. Like last time, he took a picture, posted it. I talk, you talk loud. Everybody, I'm scary. I'm dropping my. I'm dropping my file. See, everybody see now. That's so easy, right? Okay. Xong rồi giờ mình phủi xuống nè. Đó, mình phủi xuống. Okay. Bỏ màu đỏ lên nè. Bỏ màu đỏ lên. Thì màu đỏ nè, see. Thấm xuống miếng giấy, bỏ từ từ nè, từ từ đây nè. See. Để nghiêng vô, để nghiêng nè, để nghiêng lên, đẩy lên nửa đường trước đi, để cho nó chảy nè, đẩy lên nửa đường nữa. Đó, đẩy lên để cho nó nằm đó. Rồi đẩy lên từ từ nè, đẩy lên từ từ. Dùi cái cọ đẩy lên từ từ nha. Rồi đẩy bên đây cũng vậy nữa, đẩy lên. Để lên cho nó bằng nhau. See. Anh chị em thấy chưa? See. Rồi là mình chui cái cỏ nè, quét cho nó sạch nè, quét hai bên đây cho nó sạch nè. Quét hai bên đây cho nó sạch. Quét hai bên đây cho nó sạch nè. Đó. Đẹp tuyệt vời không? Thấy tuyệt vời không? Đó, bây giờ mình ấy nè nè, đó. Thấy chưa? Rồi. Đưa nó vô nè, đưa nó vô, đưa nó vô. Hello Tuấn, khỏe không Tuấn ơi? Khỏe không em trai? Nha. Lúc này thấy hai vợ chồng hưởng quá nha. Rồi, xong đẩy cái cục bột vô nè. Đi biển rồi, dắt con đi biển hưởng quá nha. Quá tuyệt vời không em? Tuyệt vời như ông mặt trời. Đó, anh chị em thấy làm rất là dễ nha. Tình yêu làm rất là từ từ cho anh chị em coi. Rất là dễ. Nhìn bên đây nó có bột, bên đây nó có bột. Rồi sau cùng mình làm cái gì? Nè, mình rửa cái cọ cho sạch. Mình chùi ở đây cho nó ra cái màu đỏ nè. Đừng có cho nó dính lên đây. Xong rồi mình bỏ nè, mình bỏ cái bột lia lên. Bỏ một cục bột lia lên. Để một cục bột lia nè, bỏ lên. Phủ từ trên xuống dưới luôn nè. See. Thank you em gái. Bây giờ bỏ tí xíu nó mới đẹp em. Tí xíu nó mới đẹp nha. Từ từ, từ từ. Đó, bỏ vô nè. Nhớ là ở trên này nó mỏng thôi. Mình phải đưa nó ở dưới này xuống đây dày. Tại vì mình đưa cục bột xuống đây. Tại trên đây chỗ này nó dày rồi. Chỗ này nó mỏng là mình cần dưới này nó dày. Thì mình phải làm như vậy nha. Mình phải làm như vậy nó mới đẹp. Đó, mình đưa, vừa đưa, vừa từ từ vô cho nó dày. Rồi mình ém bột vô, ém bột vô. Really need clothes. Đó. Just jeans. I don't even need shirts. I got shirts. Just need jeans. Đó, nhớ không? Đó là mình kéo này, kéo vô. Nhớ là kéo khi còn ướt nha. Cái màu đỏ mà nó khô bột một phiên nước, cái bột lia mà nó khô là nó có bị đốm đốm á, cho nên mình phải kéo khi bột nó đang còn ướt. Rồi tới đây mình ngưng là vừa rồi, ok rồi. Tới đó là mình quá tuyệt vời rồi, mình đẩy vô thôi, là lấy cục bột ra nè. Đó, lấy cục bột ra nè. Thấy không? Rồi lúc này mình tròn chịa bột đầy đủ bột trên đây hết. Rồi tí xíu xong nữa là mình vũa xong rồi mình gắn hộp xoàn lên đây. Tuyệt vời, gắn dây, gắn vợ, muốn gắn gì đó rồi gắn. Rồi xong rồi bây giờ mình vũa thôi. Đó, vũa thôi nha. Giờ mình vũa nha. Bây giờ mình làm cái gì? Mình phải vũa. Ok, mình dẹp mấy cái này đi. Dạ, cảm ơn chị Út Quỳnh, khỏe không chị? Dạ. Ráng cố gắng điêu luyện là sẽ đẹp thôi. Rồi bây giờ mình vũa xong tí xíu mình gắn hộp sòn nha. Mình gắn hộp sòn, gắn gì đó, muốn gắn gì đó gắn. Rồi cảm ơn em Tuấn. Trời ơi. Rồi, vũa. Giờ mình lật dơ qua mình vũa nha. Lật khăn qua vũa. Lật khăn qua. Tại sao phải lật khăn? Tại vì mình đắp bột bên đây á, mình sợ nó ướt nè, nó dính cái bột lớp bụi vô đây, cho nên mình phải lật nó qua cho nó đều, cho nó sạch. Ok, giờ mình vũa bên đây. Ok, vũa nha, giật tay nhẹ nhẹ thôi. Đó, vũa từ khúc này vũa ra nè, đừng có vũa gì hết á, vũa từ khúc này vũa ra nè. Đó, thấy tay của mình không? Đừng có vũa, đừng có đè mạnh. Khách hàng là mình phải vũa nhẹ thôi, tại vì cái xếp là do mình đã đưa vô rồi, nó chuẩn rồi, mình không có nên vũa nhiều. Đó. Hello sói ca, hello sói con,
Anh tưởng là sói ca chứ anh nhờ sói con. Sói con ta đâu có sợ, phải mai mốt đặt tên sói cha nghe chưa. Thế nữa anh sẽ trình diễn mấy cái đồ lên đây. Anh chị em nhớ tình yêu chị đắp bột màu rồi đúng không? Rất là dễ luôn, không có gì khó cả. Đừng có gấp, đừng có hấp tấp. Là mình làm cái này á, mấy cái này nó thuộc về cái lĩnh vực hơi khó thì mình phải làm từ từ thôi, mình không cần phải gấp gáp gì cho cái móng nó dài đó. Mình phải làm sao cho nó đẹp. Ok. Rồi, tí xíu nữa mình sẽ trang trí lên nha. Thấy tình yêu không? Đắp khi mà cái dụ cái móng nó lúc nào nó không phải đều mà nó bằng nhau hết, nó không có thể nào nó chênh lệch nha. Ok. Bột đó tên gì vậy anh? Ồ, bột này là bột của anh em. Màu để lì vậy, nhìn sang quá chú ơi. Ồ, muốn lì á hả? Nên người ta không muốn lì con ơi, người ta muốn sáng hơn nữa. Tí nữa mình bỏ bột bỏ treo lên nó cũng đẹp con. Màu bỏ sáng nó cũng đẹp vậy. Đó. Hello Andy. Chào em Đào Phan. Đào Phạm khỏe không em trai? Khỏe không em bà? Ông Andy về chưa? E.T. Houston về chưa? Nghe chú Vũ thôi cũng muốn đi làm nail à? Trời ơi, nghề này cực lắm con ơi. Nghề này có nhiều người ta nói dữ lắm con à. Nếu mà con làm bác sĩ được, con nên làm bác sĩ đừng làm nail. nếu mà con làm bác sĩ được thì con nên đừng có làm nail nữa, làm bác sĩ. Làm nail cực lắm ông ơi. Khỏe 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 Andy ơi. Tình yêu khỏe, phải ru. Ồ, đang chạy về hả? Ok. Đó, nhớ dũa làm sao mà cho nó đẹp nha. Đó, dũa sao cho nó đẹp. Đừng có càng dũa nhiều, tại vì mình đắp bột chuẩn mà mình không có nên dũa nhiều. Mấy cái này dũa nhiều nó mắc bột á. Ok. Ồ, tiệm anh á hả? Tiệm anh ở gần Austin em ơi. Tiệm anh cách Austin nửa tiếng à. Làm nail sĩ hả? Làm nail sĩ hả? Hello Quang Nguyễn. Làm nail sĩ là làm nail gì em? Nail sĩ là không có nail lẻ đó hả? Đắp bột trên móng thường, móng nào cũng được em. Móng thường, móng gì cũng được em. Móng nào cũng được hết á. Không có cái gì mà không được. Đắp treo nó nặng hơn hay bột hơn? Chú ơi, lúc tháo móng và dày dễ sợ họ dũa một lớp. No, con đắp bột á, con phải tùy theo cái móng và làm treo á, thì nó nhẹ hơn con. Bột nó nặng hơn là treo nhưng mà bột nó cứng hơn. Nó cứng hơn treo, nó khó gãy. Còn treo thì nó dễ gãy, mà treo thì nó nhẹ hơn nha. Ok, xong rồi bây giờ mình làm cái gì? Trước khi mình dũa móng á, mình lấy cái đầu dũa phá nè, cái đầu dũa phá của mình nè, mình phá ra cái chỗ này nè. Đây. Mình phá cái chỗ này cho nó dày nè, cho nó bằng nhau. Đó. Thấy không? Đó.
Thấy không? Thấy hai cái nó bằng nhau không? Nó bằng nhau nè, đó, nó bằng nhau là nó đẹp. Xong rồi phá bên đây. Đó, phá bên đây nữa nè. Nó dày hơn thì mình phá xuống thôi. Đó. Ồ, không có đâu em, ngày nào cũng like chị à, em tại vì có lẽ là anh chị em không có rảnh vô Facebook tình yêu thôi, chứ Facebook tình yêu lúc nào cũng like mà. Like everyday, ngày nào tình yêu cũng like, chứ lúc này tình yêu like ít lại thôi, tại vì like một ngày một cái thôi, chứ không có like nhiều. Ok, bây giờ tình yêu xong rồi, cái này là bây giờ tình yêu dùng cái đầu dũa nhọn nè, để cho nó không bị mắc bột nè, anh chị em coi nha. Nó không bị mắc bột nè. Đó, bây giờ mình dũa mở mấy. It's not hurt, baby. Here. Oh. What are you talking about? I thought it was the one where you do the You start, but you don't know. No, because last time you cut my cuticles and they were bleeding. True. Yeah, that's why you have to see this one. It's not good. Did it hurt you or no? I don't think so. Nhớ dùng cái này dũa nha, dùng cái này dũa nè, nó không có bị đứt tay khách. Nếu anh bỏ bột clear thì dũa trên bột clear thôi. Ví dụ ngón thiếp màu đỏ bên kia lệm thì lệm tí khi bỏ treo. So, xong. Không, em nhớ cố gắng, em đừng có đè cái đầu dũa, em đừng có dũa cho nó lẹm nha. Anh cố gắng là như vậy, anh dũa ít khi nào bị lẹm lắm em. Tại vì anh không có, mỗi cái đầu dũa anh không có đè cái đầu dũa. Thấy không, tại vì cái khối bột của nó nằm ở trên đây, nó phải sát ở trong cái cuticle nó mới đẹp. Nha, nhớ cố gắng làm sao như vậy thôi. Thấy không, anh phải dũa làm sao cho nó đẹp như vậy nè. Đó, em thấy anh dũa không? Cái đầu dũa nhọn này nó rất là lợi hại. Mình dũa nó không có bị đứt tay, với lại nó không có đau khách. Ồ, anh không có nói giá tiền trên đây được em ơi. Anh không có nói giá tiền trên đây nha em. Nghe Thảo Trang, anh không có nói giá tiền trên đây. Ờ, gọi số điện thoại cho chú là 832-216-7717 nha. 832-216-7717 là sẽ được. Hello Tuyền Phạm, hello đệ tử. Đó, bây giờ mình phải cố gắng mình dũa làm sao cho nó sạch ở trong đây nè. Đó, mình đừng có đè, mình dũa từ từ là mình nghiêng nó, mình dũa từ từ đó. Nha. Rồi mình lại quay qua mình dũa cái này luôn. Dũa hai bên hông này nè. Dũa cho cái thiếp nó văng ra luôn nè. Đừng có để cho nó thấy cái lằn ở đây nè. Nhiều khi mình phải dũa cái thiếp nó văng ra, nó không thấy cái lằn. Tại mình không dũa ra nó vì thấy cái lằn là thấy trắng trắng đâu. Mình dũa văng luôn cái thiếp luôn. Đó. Thấy không? Mình dũa văng cái thiếp ra luôn cho nó khỏi bị. Nha. Thấy nó không còn thấy cái lằn nữa không? Nó không có thấy nữa. Cho nên anh chị em phải dũa văng cái này ra luôn. Đó, dũa cho nó đẹp. Hello Sam Võ. Tối nay có hát không em? Tối nay cho anh ké một bài đi. Nhớ người yêu nha. Cho anh nhớ ké một bài nghe Sam. Nhớ người yêu. Em dũa văng vô máu hả? Em dũa văng vô tay hả? Không, anh thì có vậy thôi em ơi. Anh là đời anh chỉ có nhớ người yêu là hết rồi. Bài đó hay mà, bài nhớ người yêu hay mà.
Hello Quang, khỏe không? Khỏe không đệ tử? Nói thật ra, nói thiệt luôn, mấy cô này có ngồi không có yên đâu. Cổ trẻ tuổi, cổ ngồi cũng khó, khó cho mình dũa lắm. Cổ ngồi có ôm cái phone mà cổ thét miết à. Cho nên mình cũng khó làm lắm á nha, chứ không dẫn chơi đâu. Cho nên mình phải dùng mấy cái này để mình giảm đi cái sự cái mình phải giảm đi mấy cái ấy cho mình, chứ cổ ngồi cứ bấm phone bấm liên tục luôn á. Sao giờ này còn dũa vậy tình yêu? Ồ, Rosie giờ này không dũa chừng nào dũa em? Giờ này mà không dũa chừng nào mới dũa? Chừng này dũa là dũa con khách cuối cùng em. Giờ này 8 giờ mới bên đây mới có 8 giờ tối em. Tay ai mà đen thế hả? Tay của vợ anh em. Tay em trắng lắm hả? Tay em trắng lắm không? Tay ra giờ mà đen em. Trời ơi, em mà thấy vậy là em ghiền luôn á. Em muốn thấy mặt nó không? Hả à, Phú Hưng. Em nghĩ nghe Phú Hưng là không biết phải dân neo rồi, nhưng là biết người vô đây cho vui rồi. Nhớ liên ở dưới nha. Anh cho em số điện thoại đi đó. Số điện thoại của anh là 832-216-7717 đó em. 832-216-7717. Một bộ vậy bao nhiêu tiền anh? Nói tiếng Việt đi anh. Ồ, xin lỗi em nha. Anh không có nói được em ơi. Anh không có nói giá trên đây được nha. Ok, rồi bây giờ mình giũa đầu giũa mịn nè. Đầu giũa hay đầu giũa mịn ha, giũa cho nó đè láng, đừng có đè nha, đừng có đè nó. Nhớ để tay cho thẳng. Đừng có đè. Vũa đừng có đè nha, nhớ vũa đừng có đè. Bên da bên thịt ra vũa đừng có đè đó. Nhớ là phải vũa hết, qua bên đây luôn nha, chứ không phải vũa chật chẹt ở chỗ này không đâu. Vũa là phải vũa cho nó đầy đủ, cho nó láng luôn á, nó đẹp đó. Thấy tình yêu vũa rất là nhẹ nhàng, không có càng phải làm cho mạnh bạo hết á. Lắng qua bên đây luôn. Đây nè, đẹp đó, mẫu rất tuyệt. Dạ, cảm ơn. Hello Đức ơi, khỏe không em? Trời ơi, sao vô trễ vậy em? Thế tình yêu giũa không? Không bao giờ bị mắc màu nha. Nhớ cố gắng là giũa đừng có để bị mắc màu. Nhớ nha, giũa hai bên này cho nó gọn vô nè, đó. Thấy không, móng tay nó thẳng, nó ôm từ trong ra ngoài luôn. Anh chỉnh lại camera đi. Ok, chỉnh lại camera làm sao em? Anh để gì cũng ngay rồi mà. Ngay lắm mà, phải không? Thấy rõ mà. Thấy rõ không? Trời, chị ơi, chị nói dài xấu hả? Muốn xấu cỡ đó cũng hơi bị đuối. À, kệ đi, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, mỗi người mỗi ý mà. Mỗi người một cái suy nghĩ khác nhau. Tại vì trong nghề mới biết, chỉ có người trong kẹt mới biết người trong cuộc mà thôi. Á lộn, người trong cuộc mới biết người trong kẹt. Có nhiều khi người ta không phải trong nghề thì người ta thấy nó xấu, đúng không? Nhưng mà đó lúc cũng phải có người này người kia. Mình không thể nào mình nói vậy được. À, móng tay, móng này là móng thăng phải không chú? Móng thăng là móng gì? Thang. Ồ, móng này là móng coffin, gọi là cái hòm đó con. Móng này là móng coffin. Móng coffin á, cho nên nó giống như cái móng cái hòm á, mình kêu gọi cái hòm á.
Thảo Trang ơi, anh có nhiều bạn quá rồi, anh không, em follow anh đi em ơi, anh có nhiều bạn quá, anh kết không nổi. Anh có nhiều bạn trên Facebook quá rồi, bây giờ em follow anh đi, anh follow anh nha. Follow nó cũng giống như bạn thôi. Hello chị Hương. Chú ở US con, chú ở Mỹ con ơi. Ai thích nghề nail thì theo dõi Facebook của mình sẽ học được nhiều rất cái rất là hay, nhiều cái rất là đẹp. Tại vì những cái này mình phải học mình mới biết được, chứ không mình không có học bây giờ mình biết được. Nói chung là nghề nó làm cho người ta có nhiều kinh nghiệm dài dặn hơn, mỗi người một cách làm khác nhau. Không, em không có nhận đệ tử anh ơi, em chỉ nhận học trò thôi chứ không nhận đệ tử. Em có mở lớp để nhận học chuyên á, không có nhận đệ tử. Tại vì đệ tử á, mà nhận nó xong rồi đó là mình dạy cho nó hết nghề cho nó bán mình nó ăn luôn anh. học viên thì học xong rồi họ về họ làm thôi. Còn đệ tử mà nó học cao hơn nữa, đệ tử là phải truyền hết nghề. Đó, truyền xong rồi nó bán mình nó ăn luôn. Đó. Nó ra nó nói nó không phải học nghề của mình. Nó nói là tôi tự học mà, chứ tôi không có học của ổng đâu. Đúng không? Nói chung là mình phải hiểu. Tay đen xì làm bộ nail móng đỏ dài khác gì con vượn. Trời ơi, có người lịch sự mà nói chuyện nghe gì ghê vậy anh Si Phạm. Em đâu có làm mất túi tiền của anh đâu mà anh vô anh nói xàm nghe xàm xí đú gì anh. Em đâu có làm mất tiền đồng tiền của anh đâu. Hello. Yeah. Anh không thích thì anh đi ra thôi, anh nói làm chi vậy, nghe mất cảm tình gì anh. Người Việt Nam mà sao mà dùng lời lẽ như vậy, bởi vậy đã nói đúng mà. Okay. Anh không thích thì anh đi ra thôi, chứ anh vô okay. Đây anh chửi với ai đâu đây. Okay. Em đâu có làm mất anh đồng bạc rồi đâu. He's still firing me down. Not yet. Okay, let's do a bye. Nói chung á, em thấy em đi coi vòng vòng, em cũng có follow mấy người ta hát á, người ta hát karaoke trên Facebook á. Người ta hát nhạc cho nghe, vô chửi nghe tục lắm, vô nghe trẻ tục lắm, chục nghe ghê hồn luôn. Ngồi chửi. Nhưng mà mình không thích thì mình đi ra thôi, chứ vô đây mình nói xàm chi vậy, mình nói tầm bậy tầm bạ vậy. Mình là người lịch sự văn minh mà có ăn có học mà đi nói gì kỳ vậy. Không chắc anh đó anh đi chăn trâu á, chứ anh không có học chữ. Không lẽ ông giờ anh học cái chữ của Bùi Hiền ra. Mấy người đó không phải làm nail đâu em ơi, mấy người đó ở bên Việt Nam ấy mà, chứ không phải ở Mỹ đâu. Nếu có người ở Mỹ người ta đâu có vậy đâu. Móng tay dài không phải là nó xấu, nhưng mà tại vì người ta thích đeo dài, chứ không phải là người ta không thích. Người ta có nhiều mấy bé trẻ này là nó thích đeo dài. Mỗi người mỗi sở thích mà, đâu có ai giống ai được, đúng không? Nói chung mình phải hiểu được, trong cái giới nghề của mình mới hiểu được vấn đề thôi. Còn mấy người ta không hiểu, người ta hay nói bậy, nhưng mà mình phải chỉnh người ta. Dù anh không thích thì anh đi ra, chứ vô đây anh nói xàm chi vậy. Yeah.
Đó, anh ra anh nói chuyện trục trặc quá rồi đó nha. Anh ra nói chuyện trục trặc quá, nhưng mà nói kỹ là anh nói chuyện là cục cặc. Cụ nóng tính thế, anh đâu có nóng em, anh đâu có nóng tính đâu em. À, Đỗ Đạt, anh không bao giờ nóng tính, anh rất là hiền em ơi, đâu có nóng tính chi em. Mấy người đó đâu có liên can gì tới anh phải nóng chi em. Nhưng mà em vô nhà người ta, em vô sân người ta là em phải tôn trọng người ta trước, đó là cái phép lịch sự. Em nói người ta nói lại em, với em nói ô sao ông nóng nóng tánh quá, anh đâu có nóng đâu, anh chỉ nói lại cho vui thôi, nói lại cho người ta hiểu thôi, chứ còn đâu có nóng tánh gì em. Mấy người đó đâu có đáng để cho anh để ý làm gì. anh nói gì không đúng sao em, Bà Lê? Bà Lê, anh nói đúng không? Mình là người lịch sự, mới nói chuyện lịch sự mà. Mình đâu có làm mắc túi tiền của người ta đâu, sao người ta chửi mình mới đau. Thôi, tối nay về bắt con gà, nấu cháo gà ăn đi. Thấy không? Cảm ơn anh Thành Lê, hốt ít thôi hả? Sáng giờ em mới làm có 4-5 con gì mà. Mùa này cũng vắng lắm anh ơi, đâu có đông gì bao nhiêu đâu. Rồi, bây giờ mình chỉnh cái xếp lại nha. Hello Khải, khỏe không con? Đó. Chỉnh cái xếp lại cho nó đẹp nè. Chơi nhẹ cái cho nó đẹp lại. Rồi mình chỉnh cái xếp lại cho nó ngay ngắn. You take your nail, your phone all the time like that in the home too. Me? Yeah? Yeah. Yeah? You say yeah? Yeah. Đệ tử của sư phụ nhiều bé bự hả? Trời ơi. Nó bự nó mới che chở được cho sư phụ chứ. Chứ nó nhỏ quá sao nó che được cho sư phụ. Đang bút khách ha, đang bút khách làm gì em? Bút khách sạn hả? Đang bút khách sạn ha, hả Đức? Em đi đâu mà bút khách sạn gì? Bắt con gà có nấu cháo thì không, chứ nấu gì em? Gà là phải nấu cháo chứ gà mình nấu gì nó mới ngon ta? Gà bắp gỏi hả? Bóp trên hay bóp dưới hả? Theo như em là em phải bóp hết cả hai. Sắp sửa tuyệt vời nè, ra bộ nail cực kỳ đẹp luôn. Rồi. Hello Lộc, Nguyễn khỏe không em trai? Anh không thích chữ cụ luôn em ơi, anh thích chữ anh nè, chứ anh không thích chữ cụ. Anh không phải người Bắc, anh người Nam cho nên nói chữ cụ nghe nó nặng lắm, hiểu không? Người Nam mà ở trong Nam anh mà nói chữ cụ là nó quýnh chết á. Đó, trong Nam anh mà nói chữ cụ là nó quýnh chết luôn. Số điện thoại của anh là 832-216-7717 em. Đúng rồi, mình kêu bằng anh đi em, nhìn nó nghe anh cũng còn trẻ lắm á, đâu kêu bằng cụ cái ghê quá.
Okay, go wash your hands, baby. Giờ mình trang trí nha. Trời ơi, dìm hàng nữa, chơi dìm hàng nữa rồi. 69 tuổi thôi, chơi đừng dìm hàng nha cưng. Cưng đừng có dìm hàng anh hoài nha, Đức nha. Đẹp trai con nhà bà hai, đẹp trai học giỏi mà kêu có dìm hàng hoài. Đây, hàng đỏ màu đỏ, hộp sò màu đỏ luôn. Đấy. Thấy gì chưa? Không, 19 thì quá đáng, anh là cũng 28 tuổi thôi à, 28 tuổi nha. Trời ơi, sư phụ mới có 18 mà mấy đứa chơi dìm hàng cứng. You want a silver, you want a gold? Oh my goodness, lau cái tay cũng sạch, nó quýnh bây giờ nữa. What you like your hand like that? What? They still wear. Oh. Đá chân keo là đá gì em? Anh không hiểu em ơi. Đá chân keo là đá gì Trần Bình? Đá này là đá Raroski em, hộp xoàn Raroski nha, không có đá chân keo, anh không có hiểu cái đó. What color? Gold? I don't know. I wear gold and silver. Silver all the time. Silver, huh? Okay. What? No. No silver? No. No gold? No. What color? Just don't put, I don't know. Let me see. Let me see. What color? I don't know. Go. Mm-mm. Hỏi làm luôn đi. Chờ khỏi luôn, khỏi bỏ hộp sờn cho nó thôi. Open your hand, open. Thank you.
Put in. Hello, Go Trần, khỏe không em? One more time. Yep. Thank you. Bỏ hộp sòn là mình phải bỏ cho nó đều như không, để cho nó kỹ, cho nó đẹp, từ từ thôi, không có cần gấp. Tại vì trước sau gì mình cũng trễ rồi, cho nên mình làm á, mình phải chịu khó, mình phải cẩn nhẫn nại, mình nhẫn nại mấy cái này. Mấy cái này nó thuộc về cái lĩnh vực mà nó cũng trang trí nội thất giống như trong nhà mình vậy. Mình phải trang trí nội thất làm sao cho nó đẹp, thì nó chuẩn. Thấy không? Nhìn nó rất là chuẩn, nhìn nó chuẩn từng cái một, cho nên nó khi mình ra bộ tay nó mới đẹp. Thấy không? Từ cái xếp cho tới cái treo, cho tới bất cứ một cái gì mình bỏ lên nó vẫn đẹp, phải không? Ok. See, khi nó ra nè, nó ra là nó sáng, là nó dính hai bên hay không, phải không? Ok. Bây giờ, hello anh yêu. Anh có bán như thành long. Ok, rồi anh bỏ đây nè, đó, bỏ đây một cái nè. Bỏ giày cái đây nha, bỏ giày cho nó, cho để nó rớt hột nha. Đó, xong rồi anh quét cái treo lên nè, anh quét cái treo lên luôn. Anh làm vậy chắc là kinh nghiệm lâu năm rồi. Dạ em làm cũng lâu rồi chứ anh ơi. Em làm cũng lâu lắm rồi, chinh chinh. Thấy không? Giờ mình chùi hai bên đây. Đó, cho nó đẹp. Do it. One more time. Thank you. Bỏ một hộp lớn ở đây. Bỏ cái hộp sòn dài lên đây. Giờ lấy cái hộp sòn nhỏ bỏ đây. Rồi, đưa nó vô nè.
Còn khâu gì em? Rồi, kẹp vô đây. Vuốt hai bên xí, thấy là đẹp không? Ok. Ok. Hơ gì bóng hay do đèn hơ à? Không, cái treo em à, phải do cái treo, còn cái đèn nó chỉ tác dụng cho cái treo nó khô mà thôi, chứ đâu phải cái đèn nó hơ cho bóng em. Cái này là do cái treo nè em, do em mua cái treo á, cái treo nó bóng thì nó sẽ bóng, nó sẽ đẹp, treo tốt rồi nó sẽ bóng lâu hơn, giờ nó bóng đẹp nha. Đó, anh phải chịu khó, anh làm từ 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 từ. Làm cái này nó cũng có đòi hỏi cái sự kiên nhẫn của mình nha, đừng có gấp. Cái này nó đòi hỏi sự kiên nhẫn của mình đó, cho nên mình làm cái này mình phải kiên nhẫn mới được, chứ không thôi là nó không đẹp. Mấy cái hột sòn li ti này là mình phải làm cho nó ra cho nó đẹp. Nhớ là như vậy thôi. Đó, mình bỏ từ từ vô. Thấy không? Bỏ từ từ nữa. One more. Rồi là mình lấy cái cây que này mình đẩy vô nè, cho nó ngay. Vuốt hai bên này. Đó. Thấy không? Thấy đẹp không? Thấy không? Thấy đẹp không? Tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Đó. Cố gắng làm sao. Look over here, baby. Sorry. Ok, bây giờ mình bỏ treo lên nha, hai ngón thôi nha. Ok, không có bỏ nhiều nữa. Dạ, cảm ơn. Đẹp. Rất là tuyệt vời, ánh mặt trời. Hello, Hăng Gia Phạm. Thank you em. Ờ, muốn mát thì em bỏ top mát em. Bỏ thóp mát, hoặc là em có cách nào đó em làm bỏ cho nó mát. Em có cái thóp cho em mát. Thóp mát em. Ờ, giờ này mới có 8 giờ tối rồi con. Giờ này mới có 8 giờ tối bên đây à. 8 giờ mấy tối rồi. Trực tiếp và chuyện bình thường con. Đó, mình về phát cái này đi.
Alright, one more time. Rồi mình bỏ cho top nha, giờ mình bỏ top mỏng đẹp nha, nhớ từ từ nè. Mấy cái màu này là phải đẩy sát lên trên da cho nó đẹp, cho nó ra cho nó đẹp. Ui, nó đẹp. Trời. Tuyệt vời. Look over here. Why you touch your phone all the time? Because what? It's important. Cái món này anh dùng món cái màu ten em. Màu ten nha em, không phải màu 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 pink đâu, nó là màu ten á. Cảm ơn nha chị em. Ok, giờ tình yêu phải bỏ oil lên đây nha. Xong rồi giờ mình bỏ oil. Mình bỏ oil lên là đẹp à. Đó, mình bỏ oil lên. Bỏ oil lên nè. Đó, bỏ oil lên. See. Nha, đẹp cực kỳ luôn. Tí xíu mình chụp hình là má ba trái bồ chét nè. Lấy miếng giấy nè, chùi hột xoàn nè, chùi hột xoàn trước. Đó, cho nó bóng nè. Thấy, cho nó bóng nè. Xong rồi chùi đây nữa. Chùi đây. Chùi. Thấy chụp hình cho nó đẹp. Sạch nè, đó, chùi cho nó sạch. Nhớ chùi hộp xoàn này nha. Chỉ chùi nó ra cái chất dơ nè, cho nó đẹp nè. Ok. Tình yêu chút nha. Quay quay. Cho nhạc đi. Exclusively at Kroger.
Check it out. Put it. Put it in. Check it out. Yep. Cảm ơn nha. Ok, giờ tình yêu phải bỏ oi lên đây nha. Xong rồi giờ mình bỏ oi. Mình bỏ oi lên là đẹp à. Đó, mình bỏ oi lên. Bỏ oi lên nè. Đó, bỏ oi lên. See. Nha, đẹp cực kỳ luôn. Tí xíu mình chụp hình là má ba trái bồ chét hả? Lấy miếng giấy nè, chùi nè, chùi hột xoàn nè, chùi hột xoàn trước. Đó, cho nó bóng nè. Xí, cho nó bóng nè. Xong rồi chùi đây nữa. Chùi đây. Chùi. Để chụp hình cho đẹp. Okay, now move.